Thanh Nga xin chào các bạn. Hôm nay Thanh Nga EduMedia sẽ giới thiệu với các bạn về bộ đồ dùng phát triển kỹ năng tạo hình cho các con nhé. Và bộ đồ dùng Nga muốn giới thiệu đầu tiên với các bạn, đó là bộ đồ dùng khuôn in. Bộ đồ dùng khuôn in này được làm bằng nhựa rất là chắc chắn, và khuôn in được làm bằng xốp. Có rất nhiều dạng khuôn in khác nhau, đây là hình vương miệng. Hoặc các hình in nhỏ khác nhau Hình răng cưa Hình tròn Hình mặt gấu xinh và cả khuôn in dấu bằng xốp nữa đấy. Các khuôn in này được làm bằng xốp, vì vậy độ thấm hút màu của nó rất là tốt và khi in xướng giấy thì màu sẽ rất là đều đấy. Và đây chính là màu của bên Edu cung cấp cho các bạn. Mỗi hộp màu này rất là nặng và rất là nhiều màu. Đây là màu nước. Và các màu sắc thì rất là tươi sáng. và đây chính là bộ khuôn in dấu vân tay cho các con đấy việc sử dụng bộ khuôn in dấu này giúp các con sử dụng trong rất nhiều hoạt động trong hoạt động tạo hình có thể giúp các con tạo thành các hình ngộ nghĩnh qua dấu vân tay của mình hoặc trong hoạt động thư viện các con có thể mượn sách bằng dấu vân tay của mình đấy khuôn in dấu vân tay này có rất nhiều màu sắc khác nhau màu đỏ màu vàng màu tím màu cam màu xanh lam màu xanh lá cây Bây giờ mình sẽ in thử nhé. Bộ đồ dùng tạo hình tiếp theo Nga muốn giới thiệu, đó chính là bộ đồ dùng phát triển về kỹ năng in khuôn cho các con đấy và có rất nhiều bộ khuôn in khác nhau. Bộ khuôn in về số bộ khuôn in về chữ cái đây là bộ khuôn in có rất nhiều kích thước khác nhau để chơi được các trò chơi với khuôn in này thì các con phải có đất nặng đấy và bây giờ nga sẽ chơi thử nhé bộ đồ dùng phát triển kỹ năng tạo hình cho các con có rất nhiều loại và đây chính là bộ đồ chơi in khuôn hình đấy bây giờ nga sẽ chơi thử cho các bạn xem nhé Thanh Nga xin chào các bạn. Thanh Nga cùng với Edu Media sẽ chia sẻ với các bạn những bộ đồ dùng âm nhạc đấy. Và hôm nay Nga sẽ chia sẻ với các bạn rất nhiều bộ đồ dùng. Bộ đồ dùng Nga muốn giới thiệu với các bạn đầu tiên đó là bộ phân biệt âm thanh cùng cặp. Đây chính là bộ phân biệt âm thanh cùng cặp. Bộ này gồm có hai hộp và trong mỗi hộp sẽ có những chiếc ống nhỏ, có những nắp đậy và để chơi được trò chơi này sẽ có hai hộp có số lượng đồ dùng để vào bên trong bằng nhau ví dụ hộp bên này mình sẽ để hai hạt nhựa và hộp bên này mình cũng sẽ để hai hạt nhựa như vậy khi trẻ lắc trẻ sẽ nghe Âm thanh của hai hộp này giống nhau thì đây sẽ là âm thanh cùng cặp. Và tương tự như vậy, Nga sẽ dùng hai lọ khác. Và Nga sẽ tăng số lượng hạt bên trong lọ. Mỗi lọ Nga sẽ để 5 hạt. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Như vậy, đây chính là bộ âm thanh cùng cặp. Ngoài bộ đồ dùng phân biệt âm thanh cùng cặp ra, còn rất nhiều bộ đồ dùng âm nhạc nữa đấy. Mời các bạn cùng tìm hiểu xem đó là bộ đồ dùng nào nhé. Đây là sắc sô, sắc sô con vật, sắc sô mộc, sắc sô của cô. Đây là nục lạc chuông. Đây là phách. Đây là kèn harmonica, chống nắp. Đây là macarons, kèn. đây là mõ cá đây là mực cầm đây là trứng lắc đây là chiêng đây là chuông lắc